Xin chào các học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ đến với đề bài viết đoạn văn nghị luận xã hội khoảng 200 chữ bàn về việc phải chăng sự thỏa hiệp là một cái ô tốt nhưng cũng là một mái nhà tồi. Mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe. Bản chất của xã hội là những xung đột, mâu thuẫn để thúc đẩy cuộc sống của chúng ta đi lên. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng gồng mình lên để đấu tranh mà đôi khi phải nhượng bộ thỏa hiệp. Nhưng nếu luôn tôn thờ sự thỏa hiệp thì chưa hẳn đã là tốt nhất. Bởi như câu nói, phải chăng sự thỏa hiệp là cái ô tốt nhưng cũng là một mái nhà tồi. Cách nói này nhằm nhấn mạnh đến giá trị của sự thỏa hiệp. Vì mục đích của sự thỏa hiệp là dàn xếp, thương lượng, điều chỉnh với đối tượng khác nhằm giải quyết mâu thuẫn. Song giá trị của thỏa hiệp không được đánh giá cao như vậy. Nó vẫn có giá trị nhất định, được ví như cái ô, nhất thời che mưa, che nắng được, chứ không thể nào kiên cố, bền vững như mái nhà. Đúng vậy, nhiều khi trong cuộc sống, khó khăn bất chợt ập đến, khi chưa tìm thấy chiến thuật tốt nhất để đối phó, chúng ta cho phép mình thỏa hiệp để trấn tĩnh bản thân. Hay trong một mối quan hệ bất đồng, chúng ta thỏa hiệp để tìm tiếng nói chung, gìn giữ hòa bình. Thậm chí trong một cuộc chiến khốc liệt, sự thỏa hiệp cũng là một chiến thuật cần sử dụng tới để sớm chấm dứt. Thế nhưng, nếu mãi thỏa hiệp với khó khăn, có khi chúng ta trở thành người thất bại. Nếu mãi đi tìm tiếng nói chung mà đối phương không thiện chí, chúng ta trở nên hèn kém. Nếu chỉ thỏa hiệp để tìm chiến thắng trong trận chiến sống còn, thì có khi ta đã mất hết. Thỏa hiệp chỉ là một cách làm tạm thời, trong một thời gian nhất định, chứ không phải là giải pháp tối ưu. Cho nên, cái ô chỉ che được một phần rất nhỏ, nhưng ngôi nhà có thể giữ yên ấm được rất nhiều. Thỏa hiệp là cần thiết trong cuộc sống, nhưng giải quyết mâu thuẫn vẫn phải bằng những đấu tranh nhất định, thậm chí là kiên quyết kịch liệt. Với bản thân mình, bạn đừng có dễ dàng thỏa hiệp vì chúng ta cần mái nhà chứ không cần cái ô. Hết bài. Cảm ơn các em đã lắng nghe.